Stephen Hawking cảnh báo người ngoài hành tinh có thể xâm chiếm trái đất. Người ngoài hành tinh tiên tiến có thể chinh phục, biến hành tinh của chúng ta thành thuộc địa. Đó chính là cảnh báo của Stephen Hawking. Stephen William Hawking là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thưởng thức người Anh, hiện là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge. Giáo sư Hawking nói, nếu người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta, kết quả có thể là giống như Columbus, người mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ, cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu đổ bộ vào Mỹ. Người ngoài hành tinh tiên tiến có lẽ sẽ trở thành người du mục, tìm cách để chinh phục và xâm chiếm bất cứ hành tinh họ có thể đạt được, ông nói. Ông còn nói thêm rằng, sự tồn tại của người ngoài trái đất là không còn nghi ngờ gì nữa. Ông cũng giải thích thêm rằng, cơ hội sống tốt nhất của con người bây giờ là tìm một ngôi nhà mới trên một hành tinh khác, và nguy cơ về thảm họa hủy diệt trái đất ngày càng tăng. Chính vì thế, ông muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về các chuyến bay ngoài vũ trụ cũng như việc tìm ra người ngoài hành tinh. Tháng 7 vừa qua, nhà khoa học nổi tiếng nhất nước Anh đã giúp để khởi động chương trình tìm kiếm người ngoài hành tinh trong vòng 10 năm. 64 triệu bảng, hơn 2.184,6 tỷ đồng của Mỹ trên cơ sở của tỷ phú người Nga Yuri Miner. Nhóm nghiên cứu của ông Miner sẽ quét bầu trời, phát hiện tín hiệu phát sóng của người ngoài hành tinh, khu vực tìm kiếm trên toàn bộ thiên hà Milky Way và 100 thiên hà lân cận. Giáo sư Hawking, 73 tuổi, cho biết, một nơi nào đó trong vũ trụ, có lẽ cuộc sống thông minh có thể thấy các đèn chiếu sáng của chúng ta và biết ý nghĩa muốn nói. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.